đăng sản phẩm lên TikTok Shop và những điều cần lưu ý để sản phẩm nhanh được duyệt. Và quan trọng đó là làm sao để có tính năng COD là thanh toán khi nhận hàng các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn vào trong cái ứng dụng Seller Center là ứng dụng TikTok Shop này nhá. Ở đây thì mình đã tạo sẵn một cái tài khoản TikTok Shop rồi nên là bạn nào mà chưa có thì hãy quay lại video trước của mình để xem. Ở đây thì các bạn bấm cho mình chữ thêm sản phẩm này. Đó, tiếp theo là cái phần hình ảnh sản phẩm ở đầu tiên các bạn nha. Các bạn đưa hình ảnh vào. Hình ảnh ở đây thì nó phải là hình ảnh vuông. Và cái thứ hai đấy là các bạn có thể đưa vào là 9 hình các bạn nha. Ở đây thì mình ví dụ như là mình đang có khoảng 5 hình rồi. Đây các bạn đưa vào này. Đấy, sau đó mình bấm tải lên nhá. Ok, sau khi hình ảnh được tải lên xong rồi thì các bạn kéo xuống dưới đấy là phần tên sản phẩm. Tên sản phẩm thì các bạn nhập cái tên sản phẩm của mình vào nhá. Ví dụ như ở đây là mình có một cái phần tên sản phẩm như này và cái điều kiện là tối thiểu cái tên sản phẩm của mình phải từ 25 ký tự đổ lên các bạn nhá. Đó. Tiếp theo này các bạn kéo xuống dưới phần mô tả sản phẩm. Mô tả sản phẩm thì các bạn có thể viết toàn bộ những phần ví dụ như là công dụng, lợi ích, tính năng, chất liệu sản phẩm của mình vào. Hoặc là các bạn có thể đưa ví dụ như đây mình bán đồ thời trang chẳng hạn. Thì các bạn phải đưa đầy đủ vào cái phần đó là bảng size kích thước của cái sản phẩm áo này để cho mọi người có thể lựa chọn được các bạn nhé. Đó, tiếp theo sau khi xong này các bạn kéo xuống dưới đây. Ở đây thì mình demo nhé. Tiếp theo các bạn kéo xuống phần hạng mục. Đấy, các bạn bấm vào đây. Thì các bạn bấm quay trở ra đi. Các bạn bấm quay trở ra thì ví dụ như đây của mình là đồ thời trang. Ví dụ như đồ thời trang trẻ em đúng không nhỉ. Mình ghi ví dụ như là quần áo. Quần áo, rồi. Sau đó thì các bạn kéo xuống dưới đây. Đấy, ví dụ các bạn kéo xuống dưới xem đấy là phần của trẻ em nó ở chỗ nào này. Đấy. Rồi sau khi mà chọn xong cái hạng mục sản phẩm rồi nhá, các bạn kéo xuống dưới đây. Cái phần thuộc tính sản phẩm này thì các bạn có thể bỏ qua nhá, không nhất thiết là mình cần phải đưa vào này. Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới đấy là phần video. Nếu mà có một cái video nào review đánh giá chi tiết về sản phẩm thì các bạn nên đưa vào nhá. Cái này thì mình khuyến khích là các bạn nên đưa vào. Tiếp theo đấy là phần bảng kích thước này, các bạn bấm tải lên nhá. Ví dụ như ở đây này, các bạn xem này. Mình có một cái hình ảnh về bên bảng size kích thước này các bạn nhé. Thì các bạn nên đưa cái hình ảnh của mình vào. Đây ví dụ như mình có sẵn ảnh này. Các bạn bấm cho mình chữ tải lên. Đấy. Sau đó mình bấm dấu cộng ở đây này. Các bạn bấm đưa cái hình ảnh bảng size của mình lên này. Đó. Rồi. Sau khi xong cái này nhá, các bạn kéo dưới đây. Các bạn thấy nó có phần là biến thể được chưa? Cái phần biến thể này nó chính là cái gì? Chính là ví dụ như quần áo của các bạn có màu sắc, có các cái dạng biến thể. Ví dụ như ở đây các bạn có thể để biến thành thể đơn. Thì các bạn có thể nhập giá trực tiếp vào cái số lượng tồn kho. Ví dụ như là cái sản phẩm của mình có giá là 300.000 đi chẳng hạn nhé. Đấy thì các bạn nhập vào đây. Và kho của nó là 1.000. Đấy, 10.000 chẳng hạn. Thì ở đây này, ví dụ như các bạn mà có một cái sản phẩm duy nhất không thôi thì các bạn có thể chọn biến thể đơn. Còn ví dụ như cái quần áo của mình nó có nhiều sản phẩm đúng không nhỉ, thì các bạn bấm cho mình sang phần nhiều biến thể. Tiếp theo thì các bạn bấm cho mình đấy là cái phần nhập các biến thể này. Ví dụ như ở đây các bạn thấy có màu sắc đúng không nhỉ. Đấy, các bạn có thể chọn cái phần hình ảnh vào đây nha. Ví dụ như là thêm là màu xanh. Đấy, sau đấy các bạn bấm thêm ví dụ màu đỏ. Rồi, tiếp theo này, sau khi mà xong rồi đây ví dụ mình nhập hai cái nhé, các bạn bấm lưu này. Tiếp theo các bạn thấy ở đây nó có màu này, đây các bạn bấm vào đây. Ví dụ cái này màu xanh đúng nhỉ, các bạn bấm chọn vào. Đấy, sau đấy mình bấm tải lên này. Tiếp theo càng màu đỏ cũng tương tự như thế nhá, ví dụ như cái này là màu đỏ đi. Rồi, mình bấm tải lên tiếp này. Đấy, mình bấm tải lên. Rồi, ví dụ như tiếp theo đấy là phần màu sắc nhá. Tiếp theo ví dụ như kích cỡ chẳng hạn thì các bạn cũng cần phải tạo nên nhá. Ở đây ví dụ như mình bấm này. Ví dụ như là size M. Sau đó là size gì ạ? Size L chẳng hạn. Rồi, đây ví dụ mình tạo cái này, sau đó thì các bạn bấm lưu. Đó, rồi. Sau khi mà xong cái phần là màu sắc các dạng kích cỡ rồi thì các bạn bấm là đặt giá vào kho được chưa nhỉ? Đó, ở đây này thì nó sẽ có rất là nhiều cái biến thể ở đây. Thì các bạn ví dụ như các sản phẩm này của mình nó đồng giá được chưa nhỉ? Thì các bạn bấm vào chữ chỉnh sửa hàng loạt cho nó nhanh này. Đấy, ở đây thì các bạn nhập ví dụ như giá của nó là 300.000 đi nhá. Đấy, 300.000. Và tiếp theo này. Đấy, sau xong thì các bạn x đi này, kho này. Kho ví dụ như sản phẩm của mình là ở trong tồn kho là 1.000 sản phẩm thì các bạn nhập vào nhá. Đấy rồi, các bạn bấm x đi, các bạn bấm xong. Đấy thì toàn bộ những cái phần giá mà kho nó sẽ áp dụng cho tất cả các biến thể luôn được chưa nhỉ? Mình không phải nhập từng thằng một các bạn nha. Sau đấy thì các bạn bấm gửi. Rồi, đó là phần xong cái phần là biến thể các bạn nha. Tiếp theo này, các bạn kéo dưới đây thì chính là cái phần đó là trọng lượng cái biểu kiện. Các bạn chú ý cho mình cái phần trọng lượng của biểu kiện là cái sản phẩm của các bạn đã được đóng bao bì để gửi đi các bạn nhé. Không phải là nguyên sản phẩm không đâu. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm của mình sau khi đóng bao bì để gửi cho khách hàng là cân nặng của nó ví dụ như là 500g chẳng hạn nhé. Đấy, 500g này. Tiếp theo các bạn nhập chiều cao, ví dụ như là cao của cái này nó ít thôi đúng không nhỉ. Ví dụ như là tầm 3cm chẳng hạn. Rộng này, rộng của nó là bao nhiêu. Ví dụ như 20. Đấy, xong đấy là 20. Được chưa?
Đấy là sau đó là xong các bạn nhá. Đấy là cái phần về đây. Sau khi mà nhập xong này, các bạn nhớ này, sau khi nhập xong cái phần này rồi, các bạn trước khi bấm xuất bản thì các bạn phải bấm cái phần đấy là thanh toán khi nhận hàng, thì nó sẽ hiển thị lên cái tính năng COD là thanh toán khi nhận hàng các bạn nhá. Bây giờ khách hàng họ phải thanh toán khi nhận hàng thì họ mới mua. Sau đó thì các bạn bấm xuất bản là ok các bạn nhá.